Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức Lòng Lành TV. Ngày hôm nay rất may mắn khi chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện với Công Vinh và Thủy Tiên. Ngay câu đầu tiên khi nói chuyện với tất cả các phóng viên, cựu tiền đạo của Sông Lam Nghệ An đã ngay lập tức kể tội bà xã. Anh xem, bà xin đi cứu trợ miền Trung 2 ngày mà đi liền 1 tuần mới về đó, giờ đang nằm một đống ở nhà vì đuối quá, mệt quá, kiệt sức phải đi chuyển được biển. Được biết, về được 2 ngày, Thủy Tiên đang bận giải quyết với những công việc tồn đọng cũ, lo sao kê ngân hàng và lên kế hoạch để đi tiếp miền Trung. Dù rất thương nhưng biết tính của Thủy Tiên, Công Vinh chỉ biết xót xa, chia sẻ. Anh lo cho sự an toàn và an nguy của bà xã, cho tới nay Thủy Tiên vẫn chưa biết bơi. Vì vậy nếu như xông pha vào vùng lũ một lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm. Nằm chút cho đỡ mệt thôi, chứ đâu có được nghỉ đâu anh, nhiều việc quá mà. Số tiền từ thiện nhận được đến giờ đã lên tới gần 130 tỷ đồng rồi. Nói thật, tôi ở nhà mà ruột gan như lửa đốt, lo lắm vì bà ấy không biết bơi. Sức ép từ đủ tất cả các bên, một loạt người lại đòi giao lại cho tổ chức. Nhiều khi tôi bảo hay là giao đi em cho nhẹ người, bà ấy cứ khăng khăng. Em đã đứng ra nhận của người ta rồi làm không đến nơi đến chốn, khác gì là em lừa người ta. Em phải giao tận tay cho dân, ương bướng như thế thì tôi cũng chịu. Bà ấy suốt ngày bảo lá lành đùm lá rách. Em có kiểu từ thiện của em vì em chỉ là một con người muốn giúp đỡ cho những người khác. Thậm chí khi có fan hỏi rằng hiện nay lũ cuốn sạt lở nhiều như vậy, nhỡ Thủy Tiên có mệnh nghệ gì thì chị tính 130 tỷ đó sẽ ra sao nếu như chị không đưa cho chính quyền hả chị Tiên? Thủy Tiên chỉ nhẹ nhàng trả lời: nếu như không có chị thì còn có anh Vinh, em lo cái gì nhỉ? Chỉ một câu cũng khiến cho toàn miền Trung ấm lòng. Các bạn thân mến, vào tối ngày 22 tháng 10 trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên đã đăng tải một bản sao kê đợt 1 vào ngày 13 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 10 sau hơn một tuần làm công tác cứu trợ tại miền Trung. Điều đáng nói, cô đã tiết lộ số tiền mình ủng hộ cho miền Trung. Theo đó, nữ ca sĩ đã chi ra 2 tỷ 669 triệu 705 nghìn đồng trong số hơn 100 tỷ đồng được quyên góp từ những người ủng hộ. Tiền quên không nhớ dùng tài khoản quỹ mà dùng tài khoản của mình để chuyển khoản mua hàng từ thiện, mất mấy trăm triệu luôn mà không có ghi ra trong bản chi ra của ngân hàng này. Nên có một số khoản tiền trong hình, trong nhóm chat sẽ không có trong bản sao kê. Xem như tiền tặng thêm bà con và không tính đâu ạ. Thủy Tiên chia sẻ. Riêng về phần chi phí đi lại và ăn ở của Thủy Tiên, của đoàn, Thủy Tiên cũng dùng hoàn toàn từ tiền cá nhân chứ không đụng tới khoản tiền quỹ. Tiền quỹ nghiệp nặng lắm nên nói rõ ràng Tiên không muốn lấy một xu nào, không muốn một số bạn lấy cớ, nói ra nói vào không hay. Thủy Tiên khẳng định. Trong group có phần ghi lại ăn uống trong đoàn là mình phải lo ăn uống cho các tài xế, các xe tải vì tình nguyện viên chủ yếu ăn bánh mì chay do các bạn làm không lấy tiền công chỉ lấy tiền xăng dầu thôi. Vì vậy Thủy Tiên có mời các bạn đi ăn nhà hàng để cảm ơn. Riêng tiền mời này, Tiên tự chi ra, không lấy tiền của quỹ. Cũng qua đây Thủy Tiên bộc bạch, cô liên tục mất ngủ trong những ngày vừa qua. Ôm cục tiền xong, ăn không ngon, ngủ không yên. Từ ngày mùng 10 cho đến giờ chưa hôm nào Tiên có thể ngủ đủ giấc cả. Chưa xong dự án này thì còn lo nghĩ, tính toán sắp xếp nhiều lắm ạ. Nữ ca sĩ nói. Công Vinh đã trấn an vợ của mình. Anh tin Thủy Tiên đi làm việc gì có ích sẽ được trời Phật phù hộ. Cuộc sống này có nhân có quả, mình làm việc thiện, tích đức thì người ta ắt sẽ nhận về điều thiện thôi. Trên đời này chắc có lẽ có mỗi bà này duy nhất, không sợ trời không sợ đất. Tự đi miền Trung, tự đi khám rồi tự đi nhập viện một mình luôn, không cho ai hay để đi theo chăm bà ấy. Gặp mình đàn ông mình còn sợ, mà bà ấy không sợ gì luôn, chơi một mình một ngựa thế này thì bó tay rồi. Khi thấy chồng tỏ ra quan tâm, Thủy Tiên suy nghĩ rất đơn giản, vì bệnh viện có dịch vụ y tá chăm sóc rồi nên không cần phải phiền người khác. Công Vinh cũng cho biết, Thủy Tiên nói chuyện còn không có sức, vậy mà vợ anh vẫn can lì. Anh vô cùng lo lắng và quyết định sẽ đi cùng vợ tới miền Trung, vì cản không được nên đành đi cùng vậy. Sắp tới khi lũ rút, tôi sẽ cùng với Thủy Tiên tiếp tục ra miền Trung để hỗ trợ cho bà con. Lần này tôi sẽ không để cho Thủy Tiên phải đi một mình nữa, Công Vinh quả quyết. Thủy Tiên thì lại cho rằng, trong ngày 22 hoặc ngày 23 tháng 10 là ngày mai hoặc ngày kia, chắc chắn tôi sẽ quay trở lại miền Trung. Vào ngày 21 tháng 10 trao đổi với phóng viên, Lê Công Vinh cho biết, Thủy Tiên về rồi, cho đến bây giờ tôi mới hết lo lắng. Tiên đã hồi phục sức khỏe và đang chăm sóc tầm bổ, gầy quá, gia đình ai cũng xót. Những ngày vừa qua, Thủy Tiên đã đi đến 12 giờ đêm mới được nghỉ. Sáng 4 giờ thì lại phải đi. Điều mà tôi lo nhất là Thủy Tiên không biết bơi mà lại trực tiếp bơi xuồng đi đưa đồ.
Cùng với đó thì Thủy Tiên cũng bức xúc lên tiếng về chuyện này, thậm chí cô đã viết một tâm thư dài tới 4 trang để chia sẻ với cộng đồng mạng. Về ý kiến số tiền 100 tỷ đồng quyên góp quá lớn nên cần một tổ chức cứu trợ như một bộ máy thu nhỏ để làm việc này hiệu quả hơn, hoặc là giao cho một bên cơ quan chức năng nào đó để giải ngân tài chính minh bạch, hoặc là thuê một bên thứ ba nào để đi kiểm tra tài chính. Tất cả những ý kiến này của các bạn độc giả, Thủy Tiên cảm ơn và ghi nhận rất nhiều, nhưng mình không thể nào làm theo được. Mỗi người sẽ có một quan điểm riêng để làm từ thiện, một cách riêng để giúp đỡ cộng đồng. Việc tổ chức một bộ máy cồng kềnh càng làm rắc rối và mất thời gian họp hành rồi đưa ra quyết định. Nhỡ đâu trong bộ máy mình xây dựng có một người không đàng hoàng, gây ảnh hưởng tới tổ chức thì lại càng nguy hiểm và trở thành miếng mồi ngon cho các tổ chức phản động chống phá nhà nước, nên tuyệt đối là không thể. Tiên chỉ là một cá nhân và Tiên sẽ làm việc theo cái tâm của một cá nhân mong muốn giúp đỡ cộng đồng, trao tiền tận tay để giúp đỡ cho bà con, không thông qua bất kỳ một tổ chức nào cả và cũng không tạo ra một tổ chức nào cả. Tiền người dân gửi cho Tiên đi trực tiếp giúp đỡ là Tiên phải cầm đi dù có cực đến mấy. Nếu giao cho một cơ quan tổ chức thì nào khác gì là Tiên lừa tiền họ đâu. Nhà nước mình thì làm những việc to lớn, họ chi ngân sách để nuôi quân, bảo vệ đất nước, giữ yên bình tổ quốc. Còn công việc của một người dân nhỏ bé như Thủy Tiên chỉ là làm sao giúp đỡ được cộng đồng càng nhiều càng tốt, theo tinh thần lá lành đùm lá rách như vậy thôi. Mình rõ ràng quan điểm, mục đích của mình chính là giúp tiền mặt để cho người dân tái thiết lập lại cuộc sống sau lũ. Mình ngồi nhà qua báo chí thì nghe như vậy thôi, nhưng mà không đến thực tế tận nơi thì không thể nào hiểu được đâu. Mình nói thật là người dân không đói đến mức không có gì để ăn. Họ vẫn có hàng xóm giúp đỡ nhau, chính quyền địa phương một số nơi vẫn cố gắng gửi thức ăn cho người dân, mỗi hộ 4 gói mì tôm một ngày. Chỉ có một số nguy hiểm, nước dâng cao làm trở tay không kịp, mất người và tài sản, nước lũ dâng lên thì vài hôm cũng rút, nhưng mà cái mà mình chứng kiến và ám ảnh nhất chính là sự hoảng loạn của người dân khi họ mất hết, trôi hết đồ đạc, nhà cửa. Các bạn xem clip không? Gia súc gia cầm vay ngân hàng để họ làm ăn, họ bảo mất hết rồi, tủi thân lắm. Cái chén, cái nồi cũng không còn mà ăn. Nóc nhà, cửa, giường chiếu, gia cầm đã trôi đi hết, mất hết. Thủy Tiên đứng nghe nói mà khóc luôn ấy. Cái mà Tiên có thể lúc đó chỉ là cho vài triệu tiền trợ búa thôi, chẳng thấm vào đâu so với những mất mát của họ. Mà cái được lớn nhất khi Tiên có mặt ở đó chính là quăng cho họ một cái phao bằng những lời động viên. Tiên hứa là sẽ cho họ xây nhà lại cao hơn, cho họ một số tiền mua lại những cái đã trôi đi, cho họ vốn làm ăn để họ có thể tái thiết lập cuộc sống sau lũ. Đó là cái chính mà Thủy Tiên muốn làm, chứ không phải chỉ là đến cho vài triệu tiền trợ, tiền chữa cháy. Sau này còn có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như xây cầu đường, cho họ tương lai sau này. Hoặc là nếu 100 tỷ chưa thiếu hết thì còn rất nhiều việc, ví dụ như là dịch Covid-19 này, dân tình của chúng ta cũng đang gặp vất vả rất nhiều. Nếu là Tiên, Tiên sẽ trả tiền lương cho những người công nhân đang nuôi con nhỏ hoặc là mẹ già có hoàn cảnh khó khăn. Có biết bao nhiêu việc trên đời để làm, lo gì một nấy tiền không tiêu hết hả các bạn? Công Vinh khẳng định sẽ luôn luôn ủng hộ cách làm của vợ.